Xin chào tất cả các bác yêu audio đang theo dõi kênh video của Loa Toàn Giải Hà Đông. Vậy thì như lời hứa lúc trưa em quay video thì bảo là tối nay sẽ test chất âm những các đôi loa cho các bác nghe. Thế nhưng mà lại không được rồi. Vì thứ nhất là dây nguồn rồi dây AV là vừa bị bác khách bác ấy đến bác ấy mua bác ấy lột hết sạch rồi. Bảo dây nguồn không bán nhưng mà bác ấy cứ cố, thành ra là đành phải bán cho bác một dây, còn một dây thì đang thiếu. Đấy. Giờ đặc biệt là dây nguồn không còn nữa, không cắm được. Nên là để ngày mai làm cái dây nguồn đã rồi ngồi test các bác sau. Mấy thứ hai nữa là không kịp test nhưng mà chiều nay có mấy bác đến đã mua hết mấy đôi loa rồi. Đôi Soul Clipman thì cũng bán rồi. Đôi đồng trục JBL mà cái đôi 2142H mà lúc chiều em bảo là đánh được cho dùng dòng âm ly BY đấy thì cũng bán rồi, còn đôi Antec Bass 40 thì cũng bán mất rồi. Thế thì còn cái đôi Antec 928B này thì có một bác khách thì hẹn rồi nhưng bác ấy chắc là đang còn phải suy nghĩ thêm, thành ra là bác ấy chưa chung kết được. Thì cũng tôi đã hứa với bác là để bác ấy xem xét đã, thì cứ nhận lời bác để cho bác ấy xem xét đã, nếu như không xem xét được thì em sẽ đăng bài để bán cho các bác khác đấy. Còn hiện nay là chỉ còn đôi 20 Watson giống như cái đôi hôm trước không về, em đã test chất âm rồi đấy. Rất là đẹp đúng không? Đôi này rất là đẹp, tiếng rất là tốt, loa 20 mà tiếng rất là tốt nha các bạn nhé. Tiếng hay lắm, em rất thích tiếng con này. Có video rồi đây, các bác nghe thử đi, không các bác bảo em chém gió quảng cáo. Đặc biệt là con này thì mọi thứ đều hoàn hảo, rất đẹp nhé. Không có một điểm gì mà xuất sắc đấy. Còn cái đôi trước kia thì có một bên phễu thì nó hơi bị xước một tí, nhưng mà cũng không sao, còn rất đẹp. Còn đôi này thì nó không bị xước cái gì cả, rất là tuyệt vời. Đấy, nên là còn đôi này và đôi Bass 40 Molavox. Đấy. Đôi này thì quá là tuyệt vời, quá là đẹp luôn các bác. Mịn màng, đẹp lắm. Rồi Bass 40, đôi của từ Anico. Quá là đẹp luôn. Bác nào mà về chơi ván hở yêu mộc mạc thì quá là ngon luôn. Của từ Anico nó rất là to, đã các bác, to tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, mọi thứ hoàn hảo, không có một cái gì cả. À, lúc chiều em có nhìn thấy có một cái vết. Đấy, đây, đây, vết nhăn nhăn. Đây. Đây, các bạn nhìn nhé. Đấy, các bạn nhìn rồi em. Chắc là bị va chạm vào cái gì nó hơi lõm xuống, hơi nhăn nhăn một tí thôi. Đấy, góc chỗ này của một chiếc. Còn lại thì rất là tuyệt vời nhé, không có vấn đề gì nhé. Đấy, đôi nó cắt đẹp. Thiết kế màng giấy gân giấy liền. Và màng này được làm thủ công. Đến đây là nó cắt xếp nó vào thành màng thủ công. Đấy, con này được làm màng thủ công, rất là đẹp. Và màng giấy và có cái gân sóng như thế này. Có cái gân sóng này thì mang lại cái tính trầm và tính trung trầm tốt hơn. Đấy, có 340, rất đẹp. Bác nào mà yêu sự mộc mạc, nhẹ nhàng, đơn giản, setup đôi này mà nghe ván hở cùng với một đôi kèn nữa thì em rất là hay, rất là tuyệt vời. Đã, em bán rất nhiều loại này rồi mà có rất nhiều người đã mua những cái này về và setup với kèn nghe. Các bác đều nói là cảm thấy rất hay, rất hợp lý. Không? Mà giá thành kiểu những đôi Bass 40 như thế này thì nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy. Nên là ví dụ đôi này thì giá quá là quen thuộc rồi đúng không bác? Giá nó chỉ có 6 triệu thôi. Rất là mềm và để các bác đam mê ván hở và đam mê sự mộc mạc. Đấy. Còn đôi Watson này thì giá của nó là 3,8 triệu các bác. Em nhắc lại là 3,8 triệu. Đôi Molavox này là 6 triệu. Còn đôi 928B này thì các bác không phải không lạ gì đúng không? Nó nhiều trên thị trường rồi, không lạ lẫm gì cả. Đấy, đôi này quá là đẹp luôn, nó nhìn nó rất là mới. Còn ở bên này nó có một cái như kiểu cái nước gì đấy, nước mưa hay nước bẩn gì đấy, nó rơi đọng vào thôi. Các bác về các bác có thể vệ sinh. Đấy. Con em cũng chả biết làm nào vệ sinh cho nó sạch cả. Thôi kệ nó đi.
cứ để vậy thôi, các bác về các bác tự vệ sinh thôi, không ảnh hưởng gì cả. Nó bị hơi hơi cái như kiểu dạng nước mưa hay là nước gì đấy nó bắn vào thì nó bị loang loang bẩn bẩn một tí thôi, không vấn đề gì cả, rất là đẹp. Đôi loa này thì cái em test chiều nay em test rồi, trước khi bị mua các cái loại kia thì đã test rồi, âm thanh của nó rất là tốt, rất là hay. Những dòng Antech này thì quá tuyệt vời rồi. Để em tháo cái đăng đít này để cho các bác xem cái mặt sau của nó. Thiết kế mặt trước thì nó giống hệt của 8A rồi nhé, không cần phải quảng cáo nữa. Còn con này thì đây, cụm từ của nó đây, và nó con này nó lại thiết kế phân tần lệch sang một bên như này, lệch sang một bên một mảng to như này. Đó. Cái hộp này là hộp cho phân tần. Phân tần của nó thì nhìn nó giống hệt như của 8A thôi. Cũng hai cuộn rồi các cái tụ trở linh tinh của nó thôi. Nó giống như 8A nhưng mà được cái nó thiết kế là lệch sang một bên như thế này. Còn 8A thì nó có một cái hộp sắt to tướng ở đây, một cái hộp sắt vuông to tướng ở đây để nó đút cái phân tần vào trong. Còn con này nó sẽ nằm lệch sang bên này. Còn mọi thiết kế xương, kết cấu mặt trước các thứ của nó thì giống hệt như con 8A, không có gì khác. Đấy. Đặc biệt là đôi bên này nó bị cái nước gì bắn vào bẩn bẩn nhá, các bác nhìn cho kỹ cho em nhé. Đấy, nó hơi loang loang bẩn bẩn thôi. Là đợi cho bác khách bác cái xem bác cái suy nghĩ lại xem như thế nào. Vì đã nhận lời với bác ấy rồi mà bây giờ lại nhận lời với người khác thì nghe có vẻ nó mất uy tín quá. Tôi cứ để bác ấy bảo là bác suy nghĩ thì cứ để cho bác suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Sau đó thì em sẽ đăng, nếu bác không chốt thì em đăng bán cho người khác lúc ấy thì cũng không muộn đâu, đúng không? Đó. Ok. Đấy, hiện tại còn như vậy. Còn mấy đôi kia thì bán hết rồi, cố gắng là ngày mai trước khi đóng gói gửi cho các bác ấy thì sẽ test một vài video để lưu lại để cho các bác có thể nào tham khảo thêm về chất âm của những dòng loa như thế, ví dụ như Sony Ericsson hay con JBL, con JBL 2142H, cái con đấy chiều nay em cũng nghe thử rồi. Cái trường âm của nó hay hay lắm các bạn, trường âm của nó tuyệt vời đấy, em nghe thử rồi. Còn cái con 958A thì con đấy thì test nhiều video rồi, không phải lạ nữa, kể cả con sâu đến mình em có video rồi nhưng không cần phải quảng cáo nhiều thêm. Mà đặc biệt hôm vừa rồi chỉ có hôm nay về là thì có cái đôi lạ lạ, nó là đôi 2142H của JBL. Con đấy ở đấy nó có cái chế độ dành cho đánh âm ly bi loa thì em thấy nó hơi lạ lạ một tí, thì đôi đấy thì chưa test thôi, cố gắng ngày mai làm dây nguồn dây nghiếc các thứ đầy đủ xong thì sẽ trước khi gửi hàng thì sẽ test cho các bác một hai bản nhạc để các bác có thể tham khảo thêm chất âm của những dòng như thế rồi. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.